Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để phân quyền truy cập của người sử dụng phần mềm. Các bạn vào khai báo hệ thống, vào quản lý người sử dụng, vào khai báo người sử dụng và phân quyền truy cập. Các bạn lưu ý là gõ vào cái mật khẩu đăng nhập của hệ thống, tức là khi các bạn là người quản trị hoặc là một người sử dụng bình thường thì các bạn lưu ý là cái mật khẩu gõ vào mật khẩu đăng nhập hệ thống chính là cái mật khẩu lúc đầu các bạn vào trong phần mềm. Thế thì vào để sử dụng phần mềm thì khi các bạn hiện tại có thể các bạn không đặt mật khẩu thì các bạn có thể bỏ trống chỗ này, các bạn chọn nhận. Chúng tôi xóa những cái người có sẵn ở đây, tôi sẽ thực hiện lại từ đầu. Các bạn lưu ý là đối tượng duy nhất thì không thể xóa, đấy là admin administrator. Thì là người admin thì các bạn có quyền tạo thêm mới người sử dụng, sửa đổi người sử dụng bất kỳ một ai. Nhưng mà khi các bạn là người sử dụng thì các bạn không thể tạo thêm các cái đối tượng khác. Ở đây chúng ta chọn, đầu tiên chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức để đổi mật khẩu. Chúng ta chọn sửa đổi người sử dụng, các bạn đánh vào mật khẩu, ví dụ ở đây là 123. Tôi đánh lại mật khẩu một lần nữa là gõ kiểm tra là 123. Chúng ta chọn nhận, chúng ta quay ra. Thì bây giờ các bạn thấy là khi các bạn vào đây các bạn không thoát phần mềm ra, các bạn sẽ phải đăng nhập vào bằng mật khẩu là 123 ABC 123. Bây giờ các bạn quay lại cái mục quản lý người sử dụng, các bạn sẽ phải đăng nhập mật khẩu bằng 123. Sau đây các bạn thêm mới người sử dụng. Các bạn lưu ý là ví dụ tôi thêm mới người sử dụng ở đây là tôi đánh là ví dụ quý bà chẳng hạn, tên Thu, tên đầy đủ là Hồng Thu. Mật khẩu là ví dụ đánh vào số 1. Chúng ta lưu ý là nếu chúng ta đánh dấu vào cái mục là người quản lý thì có nghĩa là người đấy có quyền tương đương với các bạn. Như vậy các bạn đã là người sử dụng, các bạn bỏ trống cái chỗ là người quản lý, chúng ta chọn nhận. Sau đấy chúng ta chọn phân quyền như sau. Chúng ta kích vào Hồng Thu, chúng ta chọn phân quyền. Ở đây các bạn thấy là trong cái phân quyền này các bạn có thể bỏ dấu tích đi những cái chức năng sử dụng, tức là không cho sử dụng cái gì. Ví dụ như ở đây chúng tôi không cho các bạn sử dụng cái phần quản lý bảo trì số liệu chẳng hạn, thì tôi bỏ dấu tích. Và ở đây không cho các bạn xem phần báo cáo thuế và phần báo cáo tài chính, chúng ta bỏ trống. Và các báo cáo quản trị, chúng ta chọn nhận. Bây giờ chúng ta có thể quay ra, chúng ta xem vào là thử xem vào Thu với mật khẩu là số 1. Các bạn có thể thấy là chương trình đã gọt bớt tất cả những cái gì không được sử dụng. Như vậy chúng ta sẽ thoát phần mềm ra và quay lại người quản trị. Bạn nhìn thấy ở đây thì chúng tôi quay lại để các bạn vào cái phần quản lý này để cho các bạn. Ví dụ các bạn chọn chi tiết để phân quyền cho đối tượng là Hồng Thu. Tức là trong này cho phép có được sửa hay xóa hay là thêm mới hoặc là xem chứng từ hay không. Thì các bạn lưu ý là chúng ta ví dụ người này không thể vào được các cái phần như là phần ví dụ chi tiền chẳng hạn, thì người này chỉ được thêm mới, không được sửa và không được xóa. Các bạn bỏ dấu tích, chúng ta chọn nhận. Lần lượt các cái chứng từ khác thì chúng ta có thể sử dụng cái chức năng bỏ dấu tích để các bạn có thể sử dụng phân quyền cho từng người một làm từng công việc.